Ngày 14 tháng 6, nhà hàng nổi Jumbo từng được mệnh danh là nhà hàng trên biển lớn nhất thế giới, nơi từng gắn bó và để lại nhiều ký ức đẹp với người dân Hồng Kông cũng như du khách nước ngoài trong suốt 46 năm qua, đã chính thức rời khỏi cảng Aberdeen trong sự tiếc nuối của nhiều người dân Hồng Kông. Dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại Hồng Kông đã góp phần khiến con tàu phải đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020. Vào thời kỳ Hoàng Kim, nhà hàng có thể chứa hơn 2.300 khách. Điều đặc biệt là nhà hàng được được thiết kế theo phong cách kiến trúc của hoàng cung với hoa văn điêu khắc, chạm trổ rất tinh xảo. Ngoài ra, nhà hàng nổi Jumbo cũng đã được quay trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có bộ phim của Hollywood Love Kies Armani Splendor Thinh năm 1955 và Dragon Fire của Lý Tiểu Long năm 1973. Từ khi đi vào hoạt động, nhà hàng đã tiếp đón hơn 30 triệu lượt khách, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị.